trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Buổi lễ truy điệu và đưa tang đồng chí Nguyễn Như Toan, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 60 năm tuổi đảng, xin phép được bắt đầu. Xin kính mời các đồng chí trong ban lễ tang, xin kính mời các đồng chí là đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Sao Đỏ, các đồng chí là đảng viên nhân dân khu dân cư Thái Học 2, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân hướng về linh cốt đồng chí Nguyễn Như Toan để buổi lễ truy điệu và đưa tang được bắt đầu. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Như Toan, kính thưa các đồng chí đại diện cho Đảng, cho cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội cùng toàn thể nhân dân, kính thưa gia đình tang quyến, đồng chí Nguyễn Như Toan sinh ngày 30 tháng 12 năm 1934, quê quán xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, trú quán tại số nhà 206, đường Nguyễn Thái Học, khu dân cư Thái Học 2, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Sau một tai nạn nghiêm trọng, đồng chí đã được các thầy thuốc và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa. Xong, do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8 năm 2024, tức ngày 1 tháng 7 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 90 tuổi. Được tin đồng chí Nguyễn Như Toan qua đời, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Sao Đỏ, chi bộ khu dân cư Thái Học 2 cùng gia đình thống nhất thành lập ban tang lễ gồm các đồng chí và các ông bà có tên sau: một, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, ủy viên ban thường vụ Thành ủy, bí thư Đảng bộ phường Sao Đỏ làm trưởng ban; hai, đồng chí Nguyễn Quang Hiến, phó bí thư thường trực Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, phó ban; ba, đồng chí Phạm Kim Oanh, bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư Thái Học 2, phó ban; 4. Đồng chí Lê Xuân An, phó chủ tịch Hội cựu chiến binh phường, phó ban; 5. Đồng chí Nguyễn Văn Chính, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, ủy viên; 6. Đồng chí Lê Tiến Nam, chi ủy viên, phó trưởng khu dân cư, ủy viên; 7. Đồng chí Nguyễn Văn Phao, chi hội trưởng người cao tuổi, ủy viên; 8. Đồng chí Vũ Thị Hiền, chi hội trưởng chữ thập đỏ, ủy viên; 9. Đồng chí Phạm Thị Hải, tổ trưởng đảng, ủy viên; 10. Đồng chí Nguyễn Thị Vi, tổ trưởng nhân dân, ủy viên; 11. Ông Nguyễn Văn Hiếu, đại diện gia đình, thành viên. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, kính thưa gia đình tang quyến, thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin thông báo nội dung tiếp theo của buổi lễ truy điệu và đưa tang gồm: 1. Lễ phủ quân kỳ của Hội cựu chiến binh phường Sao Đỏ; 2. Đồng chí trưởng ban tổ chức lễ tang đọc lời biếu; 3. Đại diện gia đình tang chủ đáp từ; 4. Lễ thu quân kỳ của Hội cựu chiến binh; 5. Đưa tiễn đồng chí Nguyễn Như Toan về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Anh Tuấn, thường vụ Hội cựu chiến binh Việt Nam phường Sao Đỏ, lên đọc quyết định phủ quân kỳ quyết thắng, lên linh cứu đồng chí hội viên Nguyễn Như Toan theo quy định của điều lệ hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Như Toan, kính thưa toàn thể gia tang cùng gia quyến, kính thưa các đồng chí lãnh đạo phường Sao Đỏ, lãnh đạo khu dân cư cùng các đồng chí trong ban chấp hành cựu chiến binh phường Sao Đỏ, kính thưa toàn thể nhân dân và các đồng chí đồng đội của đồng chí Nguyễn Như Toan, vô cùng thương tiếc
hội viên cựu chiến binh Nguyễn Như Toan được tin đồng chí từ trần. Hôm nay các cán bộ hội viên cựu chiến binh phường Sao Đỏ, hội viên cựu chiến binh khu dân cư Thái Hà 2, đội ngũ chỉnh tề tổ chức lễ phủ quân kỳ quyết thắng và tổ chức lễ viếng tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây tôi xin công bố quyết định phủ quân kỳ lên linh cữu hội viên cựu chiến binh từ trần. Tổ quân kỳ, chú ý. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hội cựu chiến binh thành phố Chí Linh, Hội cựu chiến binh phường Sao Đỏ. Số QĐ-CCP Sao Đỏ ngày 6 tháng 8 năm 2024 quyết định về việc phủ quân kỳ quyết thắng lên linh cữu hội viên từ trần. Ban chấp hành Hội cựu chiến binh phường Sao Đỏ căn cứ pháp lệnh cựu chiến binh, nghị quyết số 150/2006 NDCP ngày 12 tháng 12 năm 2006, căn cứ quyết định số 491 QĐ-CCP ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam ban hành quy định về việc tham gia tổ chức lễ tang hội viên cựu chiến binh Việt Nam hy sinh từ trần. Căn cứ điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam, để tưởng nhớ và ghi nhận đóng góp cống hiến của hội viên cựu chiến binh Việt Nam trong kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, tham gia xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xét đề nghị của Chi hội cựu chiến binh khu dân cư Thái Hà 2, quyết định điều 1 phủ quân kỳ quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam lên linh cữu của đồng chí Nguyễn Như Toan, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1934, nhập ngũ tháng 2 năm 1952, nghỉ hưu tháng 5 năm 1975, là hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam năm 1990. Sinh hoạt tại Chi hội cựu chiến binh khu dân cư Thái Hà 2, Hội cựu chiến binh phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Đồng chí đã từ trần ngày 4 tháng 8 năm 2024. Điều 2, Chi hội cựu chiến binh khu dân cư Thái Hà 2 và tổ quân kỳ làm nhiệm vụ túc trực bên linh cữu thực hiện quyết định này. Sau đây, đồng chí tổ trưởng quân kỳ thực hiện nghi lễ và điều hành phủ quân kỳ. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, thưa gia đình tang quyến, đồng chí Nguyễn Như Toan mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình, cũng là sự mất mát của người thân. Sau đây thay mặt ban tổ chức và lễ tang, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư
Bí thư Đảng ủy phường Sao Đỏ lên thắp tuần nhang và đọc lời điếu đồng chí Nguyễn Như Toan. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Sao Đỏ, các đồng chí cán bộ, đảng viên chi bộ khu dân cư Thái Lộc 2, các tổ chức hội, đoàn thể, bà con khối phố và gia đình, tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa gia đình tang quyến. Đồng chí Nguyễn Như Toan sinh ngày 30 tháng 12 năm 1934 tại xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Lớn lên, đồng chí sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, hăng hái tham gia hoạt động, công tác đoàn thể, chính trị, xã hội. Từ tháng 9 năm 1950 đến tháng 12 năm 1951, đồng chí tham gia đoàn viên thanh niên cứu quốc ở xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Từ tháng 1 năm 1952 đến tháng 11 năm 1958, đồng chí là bộ đội chủ lực tỉnh đội Quảng Nam. Từ tháng 12 năm 1958 đến tháng 1 năm 1961, đồng chí là trung sĩ công binh sư 234. Ngày 5 tháng 1 năm 1961, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ tháng 2 năm 1961 đến tháng 4 năm 1964, đồng chí là trung đội phó, thượng sĩ, chi ủy viên, bí thư chi đoàn V34 khu 5. Từ tháng 5 năm 1964 đến tháng 11 năm 1970, đồng chí là đại đội trưởng, bí thư chi bộ Hành Quảng K5. Từ tháng 12 năm 1970 đến tháng 5 năm 1973, đồng chí là bí thư chi bộ, chính trị viên, đại đội trực thuộc Hành Quảng K5. Từ tháng 6 năm 1973 đến tháng 6 năm 1974, đồng chí thuộc đại đội 52, tiểu đoàn 5, đoàn 157. Từ tháng 7 năm 1974 đến tháng 12 năm 1974, đồng chí thuộc đại đội 34, tiểu đoàn 3, đoàn 253. Từ tháng 1 năm 1975 đến nay, đồng chí nghỉ hưu và sinh hoạt đảng tại chi bộ Thái Học 2, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh. Trong suốt quá trình công tác và thời gian về nghỉ hưu tại địa phương, đồng chí luôn nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sống giản dị, hòa nhã, gần gũi, được đồng chí và bà con khối phố quý mến. Về đời tư, đồng chí xây dựng gia đình với bà Nguyễn Thị Chi, sinh được 3 người con, trong đó 2 người con trai và 1 người con gái. Trong gia đình, đồng chí là người cha, người ông rất độ lượng và nhân từ. Hiện đồng chí được 5 cháu nội ngoại. Các con, các cháu của đồng chí đều trưởng thành, học tập, lao động và sản xuất tốt. 95 tuổi đời, 63 năm tuổi đảng, đồng chí Nguyễn Như Toan đã cống hiến cho đảng, cho đất nước, quê hương. Với những công lao cống hiến to lớn, đồng chí đã được trao tặng huy hiệu 65 tuổi đảng, huân chương chiến công hạng 3 và nhiều giấy khen các loại. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa gia đình tang quyến. Từ buổi đầu tham gia công tác cho đến khi vĩnh biệt chúng ta, đồng chí Nguyễn Như Toan luôn nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, trung thành với đảng, với tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân, quý trọng tình nghĩa đồng chí đồng nghiệp và dành biết bao tình cảm, yêu thương, trìu mến cho gia đình, họ tộc, xóm phố và bạn bè thân thiết. Đồng chí mất đi, kể từ đây, gia tộc đồng chí mất đi một người thân, vợ đồng chí mất đi một người chồng, các con, các cháu đồng chí mất đi một người cha, người ông, thân thương, hiền hòa. Quê hương hàng xóm và bạn bè mất đi một người đồng chí, người bạn thân thiết, gần gũi và tin yêu. Sự mất mát lớn lao này không cũng của riêng gia đình tân quyến đồng chí, mà là sự mất mát chung của đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương và của tất cả chúng ta. Hôm nay,
vĩnh biệt đồng chí trong niềm tiếc thương vô hạn. Chúng tôi kính mong gia đình hãy nén đau thương để tiếp tục đóng góp phần mình cùng với đảng bộ và nhân dân toàn phường thực hiện những hoài bão lớn lao mà đồng chí đã phấn đấu cống hiến cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Trong niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay chúng ta có mặt tại đây tiễn đưa đồng chí Nguyễn Như Toan về nơi an nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt đồng chí, xin đồng chí hãy ghi nhận tấm lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Sao Đỏ. Trước anh linh đồng chí, trong giờ phút chia ly này, đảng bộ và nhân dân phường Sao Đỏ nguyện đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu xây dựng đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng đô thị ngày càng phát triển, văn minh, mạch giàu. Xin trân trọng gửi tới gia quyến đồng chí Nguyễn Như Toan lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì có thể bù đắp được. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Như Toan, đảng viên huy hiệu 65 tuổi đảng, cầu chúc hương hồn đồng chí siêu thoát nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Đề nghị các đồng chí và toàn thể nhân dân dành một phút vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Như Toan. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Cảm ơn đồng chí trưởng ban lễ tang. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đại diện cho gia đình lên phát biểu đáp từ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hương hồn bố, kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa quý vị khách quý, thưa các ông bà, các cô, các cùng bậc cao niên, họ bạch bên nội bên ngoài. Kính thưa quý vị cùng toàn thể nhân dân dự lễ truy điệu và đưa tang bố tôi hôm nay một tin buồn vô cùng to lớn, một sự mất mát không có gì bù đắp thay thế được. Bố chúng tôi đã ra đi mãi mãi về với tổ tiên vào hồi 17:30 ngày 4/8/2024. Bố chúng tôi đã được hưởng thọ 90 tuổi đời và 65 tuổi đảng. Hôm nay trong giờ phút đông buồn đã sắp phải chia đi đầy nhung nhớ và nước mắt, được các cô các lãnh đạo cùng ban lễ phường Sao Đỏ cùng khu phố Thái Học 2 và sự có mặt của anh em họ tộc bên nội bên ngoài cùng toàn thể nhân dân bạn bè dự lễ truy điệu và đưa tang bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, được sự ủy quyền của mẹ và gia đình họ tộc, tôi xin phép được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các ông bà trong ban tổ chức tang lễ. Cảm ơn các ông bà, các cô, các họ tộc bên nội bên ngoài, các bậc thông gia cùng các ông bà trong khu phố và ngoài phường đã không quản đường xá xa xôi đến thăm. Bỗng một ngày cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi,